đây. Mình cứ tỉa cây to to thôi. Cứ tỉa cây to thôi. Để một ít ít lại thôi cho nó nuôi thân. Thế cũng chết nhiều phết đấy. 50%. Cứu luôn này. Đây, chành này. Cái chành này tỉa bật. Hôm trước ai ăn nổi lỗi? Ai ăn nổi? Ừ. À, hôm trước là chú Quý đã ăn được một quả rồi. Ôi, chành yếu thế mà nhỉ? Ừ. Có đúng một cái này thôi. Mà lên quả này. Ui, con sâu đó mày. Ui à. Hello, chào các bạn nhá. Ok, chào các bạn nhá. Ui, cây này đẹp này, lên mầm này. Đây đây, cây này lên mầm đẹp này. Cái này là phải cắt đến đây đúng không? Đi à? Cũng biết nhỉ. Ừ nhỉ. Ui, nhanh không này. Này. Cắt bớt đi. Đấy. À, mô phải không ấy, rễ. Cái này mở được gì ấy? Cái này lên đẹp nhỉ. Ôi giời, mở chứ còn chưa biết mở thì lấy đâu ra mà ấy. Hôm nay anh em mình đi tỉa cây nha các bạn. Mưa là vừa mới xuống. Bây giờ nó ngớt mưa rồi thì kiểu gì tối nay nó cũng mưa. Thế nên là anh em mình tranh thủ tỉa cây ổi. Tầm này nó đang mưa thì cây ổi nó phát triển tốt. Như nhau cả thôi. Nó có cái khóa gì đấy. Đấy, ở giữa đấy. Ờ nhờ, cameraman biết nhờ. Lâm Đồng mà. À, Lâm Đồng. Ở đâu? Lâm Đồng. Lâm Đồng mà. Lâm Đồng thì Lâm nhiều. À, thử nào. Thôi đi đừng cắt đi. Thử. Thử, đưa chú thử xem nào, xem nó có được không. Đây này, cây này em phải tỉa này Linh ơi. Tỉa cái này trước không? À, có ta. Đâu? Đây, tỉa cái ngọn này đi này. Ui, chưa cần tỉa, nó đã rụng rồi này. Đâu, cái này từ từ đã. Mới trồng mấy hôm kia đã khỏe đâu. Từ từ cắt cái lá đi. Mấy đổi đi. Cái này không cắt được đâu. Tại mình mới bỏ xuống đấy. Cái này. Cắt quả đi em, cắt quả đi. Quả? Ừ, cắt quả đi. Cắt quả bấm ngọn. Ừ. Ăn đi. Cắt hết quả đi. Ăn đi. Ăn cái gì? Ổi chứ cái gì nè. Quê bà, ổi đây. Quên à? Ổi đây. Quên à? Ổi đây. Cái này phải biết cách tỉa hay không thì cũng không ấy đâu. Ờ thì mình cứ tỉa qua thôi để cho nó khỏe mà. À, cây này cây ấy à? Đâu, cây này cây này ngon rồi. Cây này ngon rồi. Cây này là người ta là trồng có chuyên môn rồi nên là nó lên hết cây chính rồi, không như cắt quả thôi. Không như cây của anh em mình. Của anh em rồi. Đây này. Đây em biết là có cây đây nào. Này. Ấy không. Cây này không đâu. Cây này không đâu. Cây này là những có một số cây là nó bị là cứ cho lên đi, cho lên là sau mình đây. Đây. Có những cây có những cây là anh em mình mang về ấy, là nó bị chết ấy. Ủi nhiều. Nó bị chết những cái cành ghép ấy. Đây cành ghép là đấy, đầu tiên tỉa cành này trước này em ơi. Từ từ nhá. À để cắt nào. Để cắt mấy cái cành này đi cho nó tốt. Chú Linh đây à? Ừ. Cho nó tốt gốc. Cắt hết cái cây dại đi. Ờ coi cái nào mà ấy cắt cẩn thận khéo hay không. Tí nhưng lên cái cành có quả lại cắt đi thì toang ấy. Này cắt hết này đi. Đây là cây không phải cây của nó này. Cứ để cây của nó là được chứ không. Đấy, cái cành này là cây của nó này. Đâu? Đấy, cành của em ấy. Đấy. Còn cành này cắt đi. Cứng thì cắt từ từ một thôi. Được rồi. Đấy còn lại để một tí này thôi để cho nó phát triển cả thân nữa. Rồi được. Sau mình tỉa sau. Được. Cái này bấm ngọn luôn. Đâu cành ghép cành này. Đấy cành ghép đây. Đấy mới là cành ra cho quả đấy. Cái này thực tế ra là anh em mình cũng tìm hiểu qua trên mạng qua thôi. Cắt mọi người hướng dẫn qua thôi chứ còn cũng không dám cắt nhiều ấy. Xong sau rồi mình tỉa tiếp. Không cái này cứ quả thôi. Ừ, cây đấy thì quả thì cắt hết, còn thân thì quắt vừa phải. Đâu nữa? Ờ đây đây. Cây này mà ngày xưa mà mình cắt rồi ấy thì là khỏe lắm này. Đâu? Quả đâu? Từ từ ăn cắt quả để phân biệt. Cắt quả. Đâu? Thế cây của nó đâu? Em vừa cắt ở đâu đây? Thì cắt quả đó. Ờ không như quả nó ở đâu. Đây. Cái cây của nó đâu? Đây này nhìn chết đây này, cây chết ở dưới à, này. Ừ đấy, cây này nhỏ lắm.
nhưng mà vẫn phải cắt đi, để cắt cái thân này đi để cho nó to gốc này, cho nó phát triển ra đấy. Em cắt những cái cây xung quanh thôi. Cách chân là chanh. Ở đây. Rồi đấy đi. Cắt vừa vừa thôi. Để cho nó phát triển thân. Thế thôi. Được. Mình tỉa làm mấy đợt đấy mọi người. Ừ, cái tỉa nhiều đợt. Tỉa nhiều đợt tại vì anh em mình không có chuyên môn. Đây rồi. Nhiều lắm. Nhiều lắm mẹ. Rồi. Đây. Rồi thì ok. Phải không? Ừ. Đúng không? Cây. Hay cây dừa nhỉ? Đâu, 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 đâu. Đây quả đây này. Rồi. Ờ đúng rồi đấy, cây đấy đây. Cây này đây. Cắt cái này đi. À. Để lại cái cây đấy thôi. Tỉa bớt đi cho nó. Ngày xưa mà tỉa thì giờ là ấy này đấy. Nhanh phát triển nhanh. Ủa giờ có nó... tay đấy. Chặt. Mỗi ông này lại rời ra một cái tay thì thôi. Ơi lôi, đê sao? Đừng có bẻ. Bấm ngọn thôi. Đừng đừng có cắt ngọn của nó. Cắt quả đi. Cho nuôi thân. Đấy, nuôi cái thân này, chủ yếu là nuôi cái này mà. Cho cứng. Cho tỉa to qua thì... được mà. Cứ tỉa đi, không sao đâu. Tỉa ngọn. Tầm này thì nó rễ, nó lên rồi. Nó khỏe rồi, thì ok. Nó khỏe rồi. Đấy, không biết gì về nông nghiệp mà cũng đi tỉa ở nhà ơi các bạn ạ. Còn những cái cây này mà nó đi tỉa đi. Mà xem. Nó bị nó kiểu như là cây ghép mà cái mắt ghép của mình nó bị hỏng rồi ấy. Thì là mình sẽ để dành. Đây cái này ghép, đây cây đang nhỏ lắm nhỉ. Cây này dại to. Cây dại to. Kia ơi, cứ tay đấy. Đi đấy con ạ. Cái kéo này đi. Đi đấy. Cứ tỉa đi. Đừng có tỉa đúng cái cây. Cây ghép là được thôi chứ. Đấy. Đấy, để một ít thôi để cho nó nuôi nuôi cây ở dưới. Cho quả đi luôn. Đấy chứ đây này các bạn này, đây là cây cây mà ghép này. Cây này, ghép này, cây này là ngày xưa nó gần chết nhá. Anh là người ra buộc này. Cây này này. Nó bị xóa hẳn xuống đây này. Xong mình buộc nó lên ấy. Xong may mà nó vẫn bám được vào cái thân chính này của nó một tí là nó mới lên ấy. Nếu mà ngày xưa mình mà tỉa thì ngon rồi, giờ là khỏe lắm đấy. Nhưng mà không sao, sau vụ mưa này cái nào lại lên tốt luôn. Chờ tỉa bón phân là được mà. Cây này có không? Có. À đây này. Úi giời. Mấy cây giải này mà nó lên nhanh. Ờ, nó thân. Mọc kinh luôn. Thì nó nuôi mấy cây giải mà, mấy cây chết chết này. Nó là cây chính của nó mà. Đây đây. Đây. Nó cứ tỉa cây to to thôi. Cứ tỉa cây to thôi. Đây. Để một ít ít ở lại thôi để cho nó nuôi thân. Bọn mình cũng không dám tỉa đợt trước nó lắng này. Nên là chỉ đợt này mưa thì mới dám tỉa thôi. Rồi được rồi, đẹp rồi. Chứ lắng gì. Đẹp rồi đấy. Lên như này là ok đấy. Cái tuổi đời của cây này nhá. Bằng cái tuổi đời của cái cây anh em mình mang xuống. Cùng thời điểm luôn ấy. Mà cây ở bên kia là nó đã khỏe thân rồi. Đâu đâu. Ờ đúng rồi. À, cái này không có này. Những cây không có thì để sau này mình ghép trực tiếp vào. Cái cứ nuôi to thôi. Đợi cái không có thì cứ nuôi to lên rồi để sau mà chết. Sau mình ghép ấy. Đừng cắm gãy. Đây này như cây này nó khỏe này. Như cây này nó khỏe là nó cũng lên được bao nhiêu rồi này Linh này. Thế cũng chết nhiều phết đấy. 50%. À đây cái này, à không cái này không phải. Phải không? À đúng rồi cái này đúng rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Cái này mới lên thì. Mới lên gần chết đây còn gì nữa. Đây này gần chết này các bạn này. Gần chết này. Đây, cắt cái này đi. Đây gần chết này, may mà vẫn còn sống này. Nè, vẫn đu đưa lên đây được một chanh này. Đây, một chanh nhỏ này. Còn những cái trên này là giải hết này. Cắt xiết xiết tí. Rồi. Rồi, để cho một ít để ná để cho nó quang hợp, cho nó nuôi cái này. Ô, đây, cái này nó chết rồi mà nó vẫn sống này. Buộc nó vào không là cắm dao buộc, vào. Buộc ép vào đi. Buộc ép vào không là. Cái này để mai công nhân dọn nha mọi người. Hả? Ở đâu? Từ từ đó. Tí là di chuyển lên đấy sao? Cái này không có rồi. Cái này không có, cứ để nguyên thôi. Không cần tỉa.
không có. À đây, cái này có này. Quả hoa này, ra này. Đây mà các bạn này. Đây. Quả này. Chiếu luôn này. Đây, chành này. Cái chành này tỉa bớt đi. Cây đấy to nhỉ? Ừ. Nhớ, cây này to đấy. Đây. Đấy. Cây đi lên này, lên khỏe chưa này? Cắt nó xa xa một tí à? Cho nó đỡ lầy lầy. Cây này đây các bạn này. Đây. Ôi này, quả này. Đến đây tầm này là cứ nuôi cho nó to lên. Tầm 5 tháng là quả. Quả ra là cái là nuôi quả là ok ngay. Em không biết có hay không nhỉ? Đâu? Đố Linh phân biệt được cây nào là cây chính mà không cần nhìn quả đấy. Ừ. Anh Đố Linh phân biệt được đấy. Cây này chết rồi. Đâu? Cây chết rồi. Ừ, cây này chết rồi. Đấy, cũng ít thôi chứ không phải nhiều đâu. Đố em phân biệt được đấy. Súng sợ. Hả? Đố phân biệt được cây nào là cây... Cây này không có này. Có là nhìn mới biết ngay mà. Không, không không nhìn quả cơ. Ê. Không nhìn quả cơ. Lá nó trìu hơn đúng không? Ừ, lá nó xanh hơn. Lá nó xanh nhạt, hơn. Màu nhạt hơn mà. Ừ, xanh tươi luôn. Đây các bạn này, đây. Cắt xong tí bảo mấy anh em là kiếm ít vôi, bôi cho nó. Nó đỡ bị hỏng, hỏng cây. Nhưng mà tầm này thì không hỏng được đâu. Mình gọi là quá là cắt quá là muộn rồi. Ui. Cắt đi, cắt ngọn đi. Để cho nó đẩy ra cái kia. Quả đấy. Gốc to luôn đấy nhá. Gốc bằng lửa cổ tay anh rồi đấy. Cứ cắt quả đi. Không nuôi quả vài hôm là quả to lắm đấy. Rồi thân thì... Thì hôm trước đấy. Hôm trước ai ăn nổi hả Lôi? Ai ăn nổi? Hả? Lôi? Chú nào ăn nổi? Chú Hoàng. Chú nào? Chú nào? Chú nào ăn nổi? Chú nào ăn quả này? Chú Quý. À, hôm trước là chú Quý ăn được một quả rồi. Đâu, cây nào có nữa rồi. Cái này chết rồi. Không có thì cứ để cho nó lên cho nó to gốc. Lên sau to sau mình ghép. Cái này có này. Đấy. Trịu như này, ôi được tí này. Có một chanh này. Ừ đây này, nó bây giờ mới bám vào đây này. Đừng cắt cái cành này nhá, để lấy cái cành này buộc nó. Ừ. Đây này, để cắt ra cho các bạn xem nhá. Đó, để lấy cái dây buộc nó. Rồi, đây các bạn này. Đây, nó chỉ được cái này thôi. Ngày wow. Xưa ngày xưa chắc cũng xém chết đấy nhỉ. Đây là cũng ngoi ngóp rồi đây này, được có tí này. Đấy, được tí cột lên trên. Ok, phủ vào đây cho nó xem à. Đỡ mất nước. Không có. Đắp luôn vào gốc được ấy Linh ạ. Hết rồi Linh ạ. Hết rồi. Đắp luôn vào gốc này, tưới nước nó đỡ bị bay hơi nước. Lúc này không có. Lúc này không có, đây này, cái này có này. Đây này, chành này, ôi cái này ra riêng luôn rồi này. Ờ. Cái này ra riêng này, ra gốc riêng rồi này. Hay mình cắt luôn thử một cây miếng tận thấy không? Không đủ được rồi. Trụ được, cái dao trụ được, cây kia đưa thì luôn. Mình tỉa nhiều là được mà. Ờ, cũng được. Gì đâu, cứ lên là tỉa thôi, nhưng mà để cho nó có nguồn sống đi. Có anh em, họ hàng bên cạnh thì nó... Mấy cả đợt này mưa bão nhiều, nên là phải cần ba cây trụ lại chứ không thì nó thổi bay luôn đấy. Đấy, kia đây gì đâu, đây. Cây này, đây. Cây này là khỏe này. Khỏe này. Những cây này là khỏe này. Đấy. Cứ để tỉa thôi. Hết rồi. Không, vẫn còn. Thanh Long có phải tỉa ngọn không? Ừ. À, có, Thanh Long thì thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng đi bấm thôi. Ui, quả này chín rồi Lôi ơi. Quả này chín rồi. Ờ, quả này chín rồi. Quả này chín rồi này. Ui, chành yếu thế mà nhờ. Ừ. Có đúng một cái này thôi. Mà lên quả này. Thì cắt ra cho bạn xem này. Cho lên một cái à? Ừ, được cắt sạch gốc quá. Cho lên một cái. Cho lên một cái à? Dạ. Ui, con sâu đỏ mày. Ui à. Ui à.
Ui, mình sợ nhất con này luôn ấy. Linh ơi đừng sợ vào. Lôi coi. Ui, lối ra gà. Ui, đây, các bạn nhìn này. Trừ sâu ấy, đây. À, cho lên một cái này nhá. Ok. Gì đâu này. Các bạn này. Nhìn cái chành này này, chành này nhá. Đây. Chành chết này này. Nhìn này, lên này. Quả này luôn này. Ai chứ? Thế mà bảo chú Quý ăn. Lê có hay ăn ở đây không? Hả? Hồi, Lê có ăn ở đây không? Ủa ế. Lê có ăn à? Không ăn. Không ăn. Không ăn là cái gì đây? Cái gì đây? À, hai có vấn đề rồi. Để chú tìm hiểu chú sẽ. Đâu rồi? Con đây đâu rồi? Sợ ấy. Đây các bạn này, chanh này, đây chanh này thì ở đây nhá, này, cái này ui, kinh thật đấy, con ấy kinh thật đấy, rồi đây chanh này cột lại đây rồi nhá, chỉ tỉa xung quanh, ui con gì bò đầu ấy, hả? Sâu ấy, sâu à? Ôi sâu, đừng có cười ông sợ đây còn cười. Đâu? Giết nó chết đi. Đập nó chết đi. Không nó cắn cây ấy. Đây cái này ra chành các bạn này. Nhìn này. Ui quả ổi này, to chưa? Đây cái này nó ra chành cái này để nuôi nhá. Đây, nuôi chành này nhá. Đấy, nuôi chành này ra thì ra nhánh thì quả nhiều. Xoáy quả luôn này. Còn quả thì cắt hết đi. Ok. Không biết là còn nữa không nhỉ? Ôi. À đây rồi. Ui ui ui. To thế. Ui ui. Hay nuôi thử một quả đi. Không nuôi được không? Ui. Đây, anh thấy chưa? Nuôi cành bé tí mà nếu không có cây kia to nó có đỡ đi. Cắt ra cho các bạn xem nhá. Cái này mà to hơn tí nữa thì nó chịu xuống thì không có cành nào đỡ thì gãy luôn. Ôi sâu. Tôi đang chơi Samenti. Samenti. Chú Linh có hay lừa đâu. Không, mình không tỉa đâu. Cho Linh tỉa lốt đấy. Hả? Mày ngồi đây à? Từ từ. Để chú tỉa đã. Ok, nhìn này các bạn này. Làm rồi. Hey. Cái chanh này này, chanh này là chanh của nó này. Chanh này, ra nhánh nhiều này. Nhánh, cứ nhánh quả luôn rồi đấy. Sợ thật đấy. Đây, thôi cắt quả ăn không? Để ăn. Tớ chả rửa mà bảo chú Quý ăn. Thôi đi con. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Đây. Nó tươi chứ. Thì cầm đây. Thế mà bảo là chú Quý ăn. Lôi cũng ăn khá là nhiều đấy. Đúng không? Lôi ăn nhiều đấy chứ không phải ít đâu. Rồi cái này ok rồi. Cái này lên đẹp luôn rồi. Cái này lên đẹp luôn. Gì ấy? Ôi tất nhiên phải có sâu rồi chứ. Sâu nhiều luôn chứ, về ngứa ngáy tí cho vui. Cái này không có. Đấy, sợ nhất con sâu đấy. Hả? Sợ nhất con sâu ấy. Sợ cái gì sâu. Cái này mấy cái này chết hết rồi các bạn ạ. Chết rồi, nuôi không được. Con gì ấy? Con gì đâu mà con. Đây, gì? Đây. Con gì đâu? Đây, bên tay trái ấy. Mô đó. Đây. Mô, phải đâu. Mất rồi, sâu đây.
Đây cành này chết đây các bạn này. Này cành này. Đây mình tỉa cho các bạn xem. Đây. Này. Này chết rồi này. Không lên được nữa này. Gãy luôn rồi. Cái này phải chăm sóc kỹ kìa. Chứ không để ý là 2-3 tháng là sẽ đi lắm. Hết rồi. Ô cái này nó không lên lại nhờ. Ừ, hình như lên đây này. Cái nó cứ để xem không? Hả? Xem nó có lên không? Phải không? Đâu? Cái này chanh nào nhờ? Làm gì phải chanh nào đâu? Không phải không? Cái này không có. Cái này không có. À, thế rồi. Còn đấy, anh nhớ vẫn còn đấy. Lôi đi tìm xem còn không? Ờ, tên quý ô cấp 3.3 nhá. Xem có ổi là cứ kêu chú lại nhá. Xem cây nào có quả ổi ấy. Cái này không có rồi. Tại vì thường thường là ổi chết ấy. Thì nó nhỏ, cây bé nhưng mà quả nhiều lắm. Với là ổi mà ổi thường ấy thì thường thường lên cao. Lên cao và cây to thì lúc ấy mới có quả. Hết rồi. Sau chết dần. Sau có giống thì mình cứ ấy thôi nhỉ. Ừ. Không, sau khi cái cây này nó lên to ấy thì lại chết ra thì quá. Thì mình sẽ chiết sang. Thôi. Về thôi. Ngón sâu nào nữa nhỉ? Thôi. Dạ. Ui, mưa một cái tốt không này bạn này. Hành, hành này. Hành với cả tím này. Mưa một cái mà nhìn này. À cái này, hành. Này. Để xem coi có bao nhiêu là hành, coi có tỉa cái gì không. Thanh long này. Ui, dài chưa? Hey. Đấy. Nhìn. Leo này, mai bảo anh hầu cái gì cột lại đây này. Ôi rắn này. Ôi, đâu. mình biết ông này sợ rắn các bạn ạ. À. Cũng như nhau cả thôi. Cũng như nhau cả thôi. Đây gặp thấy rắn là đây vò luôn, thịt luôn chứ. Tào lao, gặp rắn thì chảy đi. Ôi, cây này là vừa mới lên nhá. Cái này ấy dạ, rồi. Nhìn nó non như này mà. Nó mưa xong ấy. Mưa xong có nước nó lên nhìn cái ngọn nó non. Anh Hầu làm hết rồi. Chỉ lúc nào cứ thỉnh thoảng cột lại thôi. Tại đúng vì rồi, cái này nó leo nhanh lắm. Gãy ra. Đây này, như cái này này. Đợt này mưa nhiều. Gió cũng to. Nuôi một chành thôi. Cắt một nuôi một. Cứ nuôi một thôi, nuôi một cái lên thẳng luôn. Hai cây yếu mà. Không, hai cây yếu lắm. Thường thường lên một cái chứ. Đúng rồi. Thôi đi ra xem có quả bầu quả bí nào. Mang về à? Làm một quả về tối nấu canh ăn. Tiếc nhỉ. Ổi này mà được có không được đến. Không được nhiều. Thôi như thế là ok rồi. Sau ấy cho cái cây này nó lớn ra. Đấy, cho nó lớn ra. Làm cho nó vòng ra cái cây bên này. Xong lấy cái cây bên này cột nó lại. Để hai cây nó dính vào nhau ấy. Xong đến lúc là cắt cái cây bên dại đi. Để cho nó nhảy sang bên cây bên kia. Nhảy, được đấy. Cũng được. Làm quả bầu nhá. Ừ, làm quả về ăn non. Mà một quả nhà mười mấy người làm một quả. Không biết là cái giống này nó có to được nữa không ấy. Có, dài quá. Không, hình như giống này không phải giống dài thôi. Giống này là giống lùn. Nếu mà nó dài là nó phải dài luôn. Nó phải dài luôn cho nó mới to. Giống này là giống lùn. Ừ. Chắc là giống lùn ấy. Cắt. Cắt nó già là không ngon. Cắt đi. Cắt đi. Không cắt đây. Sao không cắt? Hả? Sao anh không? Cắt về lỗ canh thật mà. Cắt ý thôi. Không cắt à? Mà ít thì làm sao nó được hết. Nó non, à? Cái này non, để nó dài tí đó. Ây, anh hậu. Ây, ây. Cất kéo anh. Nào, đưa chim này. Thôi, về thôi. Thôi, về thôi. Về thôi, anh em. Mưa ấy. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Chào các bạn nhá.